Lý do Sài Gòn Seattle đã thoát qua khỏi những lo lắng phải rời đi nơi khác để nhường chỗ cho các thương xá lớn dọn đến. Lý do Sài Gòn Seattle giáp cảnh khu phố tàu và là cái nôi của người Việt tị nạn từ những năm sau 1975. Thị trưởng Seattle đã thăm hỏi từng doanh gia để biết những nhu cầu của cộng đồng quan tâm hầu có thể giúp được cộng đồng phát triển. Cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng từ xứ này đã nhận không được đủ đầy đủ những cái sự ủng hộ về tài chính cũng như là về thời gian của City of Seattle so sánh với những cộng đồng khác như là tàu Chinese hoặc là Filipino. And this city need to recognize that we're like a contributing resource to the city. Đây là một cái hình thức mà để giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta gây một cái tiếng nói với lại tòa thị trưởng và kêu gọi ông hội đồng thị trưởng tiếp tục tăng thêm cái sự đóng góp cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Hiện nay người Việt tại thành phố Seattle và Little Sài Gòn nói riêng đều quan tâm đến vấn đề mở rộng đường xe chuyên chở đến khu phố thương mại dễ dàng hơn và làm thế nào để xây dựng và làm đẹp khu phố để thu hút thêm khách hàng. Thế hệ kế thừa cũng như thế hệ tiên phong đã trình bày những quan tâm để phát triển và mở rộng một thành phố hướng về tương lai. Tốt là ông tới Chinatown, ông gặp business owner, biết y district của mình nó sao. Lúc đầu thì khách hàng của chúng tôi đa số là người Việt, nhưng mà bây giờ thì những người khách đầu tiên của chúng tôi hầu hết là lớn tuổi rồi, không có đi ăn uống ở đây nữa. Khách hàng của tôi, khách hàng bây giờ thay đổi nhiều, là khách ít người Việt đi. Cho nên chúng tôi mong là thành phố làm cho khu này nó đóng giúp đỡ chúng tôi để làm cho khu này sạch sẽ, đẹp đẽ để có thể lôi cuốn thêm những người khách mới để chúng tôi có thể sống còn được. Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn, thông tấn viên SPTN và báo Người Việt Tây Bắc tường trình từ Little Sài Gòn, thành phố Seattle.